bây giờ mình tiếp tục phần thứ hai b của truyện ngắn bắn chậm thì chết của tác giả trường sơn lê xuân nhị <laughs> xin mời bà con mình cùng nghe nhưng cái bàn nhỏ trong toa hàng ăn không lớn lắm ngồi hai người thì thoải mái nhưng bốn người thì mong người này đụng mong người kia hoặc giả nếu không đụng mong thì cũng đụng đít hoặc đụng đùi vân vân. Mong đích đàn ông đụng mong đích của đàn ông thì chẳng có mẹ gì. Nhưng mong đích đàn ông lại đụng với mong đích của đàn bà, đặc biệt lại là một người đàn bà đẹp, hấp dẫn và dâm đảng như con bồ của thằng đầu gấu, thì làm sao không có chuyện được. Thay là lại có chuyện giữa thầy trò chúng nó với nhau. Thêm vào đó, Thằng đầu gấu vốn là một thằng tuy hung tận vào bậc nhất New York, giết người không bao giờ gớm tay, nhưng lại có tật mê gái và ghen tuông thấy mới chết. Đầu gấu ngồi một bên, con đào nó ngồi bên kia đối diện với nhau. Hai thằng đệ tử của đầu gấu ngồi hai bên hai người, và dĩ nhiên, mông và đít và đùi phải chạm nhau rồi, chưa nói đến vú cũng chạm luôn, chạm quá mạnh và quá sát nữa là đằng khác. Lúc mới bước vào toa hàng ăn trên xe lửa, đầu gấu đã có vẻ không thích cái bàn nhỏ tí tẹo này. Mẹ, phòng ăn con mẹ gì mà lớn không bằng cái phòng tắm của tao ở New York. Thêm vào đó, một tay ghen tuông như nó thì phải biết. Ngồi như thế này là không được rồi, vì nó không bao giờ muốn cái mông hoặc đích vĩ đại hoặc cặp đùi tuyệt vời của con đầu nó chạm vào bất cứ cái gì trên thế gian này nói gì đến chuyện bọn đàn em của nó. Nó liền lắc đầu ra dấu cho thằng bồi lấy thêm một cái bàn nữa. Nhưng thằng bồi đã lắc đầu, cất giọng ngạo nghễ đanh đá chẳng coi nó ra con mẹ gì. Sorry, chúng tôi chỉ còn có một bàn đó. Chúng tôi còn cả chục người khác muốn vào đây nhưng không được gì đã hết chỗ. Nói ông đừng có buồn. Nếu ông không ngồi thì xin đi ra. Chúng tôi có nhiều người muốn vào cái bàn đó thấy chỗ ông. Đầu gấu nghe thằng này nói, và nhìn mặt nó thì biết ngay là thằng này nói thật, không có thì giờ để bố láo với nó. Đầu gấu lắc đầu chán nản, nếu cái tô hàng ăn này ở New York thì nó chỉ cần tấm cổ thằng chó đẻ, bảo tao cho mày 5 phút đồng hồ để tìm cho tao hai cái bàn mới, còn không thì tao bẻ cổ chết mẹ mày. Nhưng đây không phải New York, lại trên một chuyến xe lửa xuyên bang chẳng biết mình đang ở bang nào đành chịu thôi chúng nó đành đi theo thằng bồi ngồi xuống bàn chỗ ngồi chật hẹp nhưng được cái là đồ ăn thức uống ngon lành rượu toàn thứ đắt tiền từ âu châu đem qua lại được người khác trả tiền cho chúng nó ăn tội gì mà không vung tay thêm vào đó Chúng nó biết không phải khơi khơi mà thiên hạ lại mời ba tay súng hung dữ nhất của New York xuống San Francisco. Nhất định là phải có chuyện lớn, rất lớn. Đi chuyến này thằng nào cũng biết có đi nhưng không biết có về hay không. Thằng Dan Fargo ít khi nào gửi người ta đi nghỉ mát khơi khơi. Đầu gấu trình răng gọi đủ thứ sân hào mỹ vị của đất San Francisco. Trong lúc chờ đợi, một thằng đệ tử của đầu gấu hỏi, À đi chiến này có vẻ hơi gây cấn đấy đằng anh. Thằng nói câu đó tên là Pluck, ngồi đối diện với đầu gấu, đang cọ đùi vào con đào của nó. Dân giang hồ gọi thằng Pluck là nhện vàng vì nó có tài leo tường dở ngói để chung vào bất cứ một khe nhách nào, dù nhỏ đến đâu giống như một con nhện. Những chỗ thâm cung bí sử nào không ai vào được, thiên hạ đều gọi cho nhện vàng giống như một con nhện nó chỉ cần một bình nước là có thể nằm trên gác nhà người bị theo dõi cả tuần lễ không một tiếng động không đái và cũng không ẹ luôn thấy mới đáng gọi là nhện vàng cái vấn đề đáng nói ở đây bây giờ là nhện vàng đã từng là người tình của con đào xếp mình từ trước khi con này cặp với đầu gấu nhện vàng cặp nó nhưng không đủ khả năng cung phụng cho nó nên con nhỏ này mới rơi vào vòng tay của đầu gấu. Kẹt một chỗ là đầu gấu chẳng hề biết chuyện này. Như thế mới có chuyện mà kể. Đầu gấu trả lời giọng nhắc gần, bởi vì nó đã nhìn thấy con đào nó có vẻ rất khoái cái vụ ngồi chung và cả đùi với thằng nhạnh vàng. Gầy cấn cụ tao nè, mẹ mới lên đường, đi chưa tới đâu mà mày đã bày đặt kêu réo rồi, tao không thích những thằng như thế. Nếu con đạo của nó nghe câu đó xong, làm mặt tỉnh bơ và không nói gì thì làm là gì lại có chuyện. Đằng này thằng nhạnh vàng chưa kịp nói gì, thì con nhỏ đã ống ẹo lên tiếng, làm như mình là một chuyên gia về những cái vụ này. Anh Khao, coi chừng hơi quá khắc khe đi nha. Anh nhận vàng đây chỉ hỏi con câu vô tội mà sao anh lại mắng nhỏ anh như thế? Đàn bà mở miệng nói bậy là chuyện thường, nhưng một khi đang cả đùi cả vế với một thằng đàn ông, mà thằng đó lại là bồ cũ của mình và là đàn em của bồ mình thì nguy hiểm lắm. Đầu gấu không phải thằng ngu. Nếu con bồ nó không mở miệng, nó đã chẳng quan tâm. Nhưng tự nhiên con bồ mình lại tự nhiên lên tiếng bên vực thằng nhện vàng như thế, thì nó phải suy nghĩ. Mà một con người khi suy nghĩ lúc bình thường thì không sao, nhưng khi nhìn con bồ mình đang ngồi cả đùi với thằng đàn em của mình, mặt mày lại ra chiều rất là sung sướng, thì sự suy nghĩ của nó phải khác đi nhiều. Và trở nên nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Đầu gấu không nói gì nhưng lại nghĩ ra một kế. Nó giả vờ làm rớt cái khăn bàn xuống sàn và cúi người xuống lụm lên. Những gì nó nhìn thấy dưới gầm bàn làm nó tá quả tâm tinh. Nó chớp mắt mấy cái để chắc chắn rằng mình không nhìn lộng, Không, nó không có nhìn lộn. Nó nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của con bồ nó đang nắm vào đùi thằng nhện vàng. Chẳng những thấy cái bàn tay ngà ngọc với những cái móng tay dài màu đỏ còn đang từ từ bò ngược lên phía trên, gần tới con chim của thằng nhện vàng thấy mới chết. Đầu gỗ tiếp tục nhặt cái khăn rồi ngồi lên, mặt mày tỉnh bơ, làm như không thấy gì cả. Mặt mày tỉnh bơ, nhưng trong lòng nó thì đau đớn, không thể nào nói được. Đau đớn như bị mấy chục mũi dao đâm vào ngực vào chim một lần. Ví dụ như, nếu nó nhìn thấy thằng nhện vàng thò tai bóp đùi con đào nó thì dù đau đớn, nó cũng còn đủ sức chịu đựng được. Đàn ông vốn là bọn dâm đảng tha thứ được, nhưng đằng này chính cái con bộ yêu dấu của nó lại cho người chủ động bóp đùi thằng kia thì thật là đau đớn quá nhục nhã quá tạm thời nó chưa biết phải phản ứng như thế nào đành ngồi im đưa tay nâng cốc rượu mời mọi người vốn là một thằng thợ giết người thằng đầu gấu luôn luôn mang một bản mặt lầm lì nó giận nó vui không ai có thể lường được trong khi đó, cái bàn tay dâm đảng và tội lỗi của con đầu nó cứ tiếp tục mò lên cao. Đụng tới con chim của thằng nhện vàng, chưa thì không ai biết. Bởi chuyện này chỉ có nó và thằng nhện vàng biết được mà thôi. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng lại, quả đúng trong trường hợp này. Thức ăn được mang ra dọn lên bàn, toàn những thứ cao lương mỹ vị, và toàn những thứ phải ăn bằng hai tay, như bít tết, một tay dùng nĩa đè miếng thịt tay kia cắt bằng dao như tôm hùm hay cua núi san francisco phải bóc bằng hai tay đến lúc đó thì con đào của đầu gấu mới chịu đưa hai tay lên mặt bàn tay cầm đũa tay cầm dao ăn uống tận tình làm như chẳng có gì xảy ra thằng nhện vàng cũng làm y hệt vừa ăn uống vừa nói huyên thuyên tỏ ra sung sướng vô cùng cũng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra Đầu gấu nhét một miếng thịt bít tết thật lớn vào miệng, nhưng chẳng thấy ngon lành gì. Vừa nhai vừa suy nghĩ. Dĩ nhiên là thằng nhện vàng phải chết rồi, chẳng có gì phải suy nghĩ hay do dự. Nhưng còn con đào khốn nạn của mình thì phải giải quyết như thế nào kìa. Con nhỏ thông quá, làm tình đẹp quá, lại rất dâm dục, giết nó thì thiệt là uổng. Những ngày sắp tới ở San Francisco, nếu không có nó thì buồn chịu gì nổi nhưng con nhỏ bảo tận như thế ngay trước mặt mình mà nó còn giáp thò tay xuống dưới bàn bóp đùi thằng bồ cũ thì trong tương lai khi tới san francisco nó sẽ còn làm tới chuyện gì nữa suy tới nghĩ lui nó vẫn chưa tìm ra được quyết định của mình mẹ nó giết hay không giết cái con đĩ tối tha này quả là một vấn đề khó xử nửa tiếng đồng hồ sau trời bên ngoài đã tối đen như mực từ lâu đồ ăn thức uống trên bàn cạn sạch. Chúng nó lao tay, rồi ngồi uống whisky và hút xì gà, đúng điệu ăn chơi của dân có tiền thời đó. Con bồ của thằng đầu gấu cũng uống whisky nhưng không hút thuốc. Nhưng con nhỏ uống rất bạo, chẳng bao lâu mà nó làm sạch ba cốc lớn. Và khi men rượu đã phần phần, cặp môi nó càng trở nên ướt ác, cặp mắt nó trở nên tình tứ, ngực nó phập phồng nhâu lên lúng xuống, coi dâm đảng không chịu được. Đầu gấu nhìn nó và lại cảm thấy lòng mình như bị ai đâm một nhát dao. Giết em thì dễ rồi, nhưng không còn em trên cõi đời này thì làm sao mà sống được. Cặp vú đó, cặp môi đó, tìm được một người đàn bà như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Mà không giết em, làm sao trừng phạt được cái tội em dám qua mặt mình. Xưa nay có ai dám qua mặt thằng đầu gấu này đâu. Mà cái thứ đàn bà hãy phản bội được một lần thì nó sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đầu gấu móc cái đồng hồ quả lắc bằng vàng trong túi ra xem giờ rồi. Gọi bồi tính tiền. Và nói với thằng đại tử bạn có nhận vàng. Mày về to trước đi, tao cần nhờ thằng nhận vàng một việc. Yes sir. Đầu gấu lại nói với con đào của mình Em à, về phòng chờ anh. Yes, dear. Đừng bắt em đợi lâu quá nha. Rồi con nhỏ ngửa mặt lên trời cười hì hì. Nói một câu làm mọi người sững sờ. Rượu đang phần phần, làm tình nó mới hứng. Đầu gấu muốn tắt cho con nhỏ một phát nhưng nhịn được. Để về phòng rồi tính sau, cũng còn kịp mà. Con nhỏ nhúng nhảy bước đi, tiếng giày gõ xuống sàn gỗ, xe lửa nghe cộp cộp, nghe cũng dâm đảng không chịu được. Còn lại hai người, đầu gấu nói với thằng nhanh vàng. Tao muốn nhờ mày một việc. Nhanh vàng chẳng hề nghi ngờ gì cả. Đàn anh cứ nói. Đi với tao xuống cối toa. Hai người đứng lên bước ra, đầu gấu xua tay nói. Mày đi trước. Nhanh vàng tự nhiên cảm thấy lạnh toát cả người, đây là cái giác quan thứ sáu của con người khi tự nhiên cảm thấy có một điều gì nguy biến sắp xảy ra cho mình những thằng giang hồ hảo hán cỡ như nhện vàng đã sống lâu năm bắn giết thiên hạ nên nó mới có những cảm giác này nó chần chừ chưa muốn bước ra nhăn nhó nói xin đàn anh cứ tự nhiên đi trước đàn em chẳng dám vô phép đầu gấu thò tay túm áo nó đẩy nó lên trước trợn mắt nói dù phép cái con mã mẹ mày, bước ra, đi trước đi. Không thể từ chối, nó đành bước ra khỏi bàn, xoay người đi trước. Đầu gấu bước theo, hai đứa nó ra khỏi tiệm ăn, bước sang toa hành khách. Những toa xe lửa thời đó còn thâu sơ. Ngoại trừ những toa hành khách và phòng ăn là được nối với nhau bằng một cái cầu nhỏ. Những toa khác, toa này nói qua toa kia không có hành lang. Chỉ có mỗi toa một cánh cửa muốn sang to phải mở cửa rồi nhảy từ bên này sang bên kia khoảng cách không xa lắm nhưng khi xe lửa đang chạy nhảy trật thì có thể bị ngã bị ngã không có nghĩa là sẽ lọt xuống đất nhờ những thanh nối của hai toa xe nhưng nếu không chụp kịp những thanh nối này thì có thể bị lọt xuống đất lọt xuống đất cũng chưa chắc đã chết nếu lọt vào giữa hai hàng bánh xe sắt chỉ cần nằm im chờ cho xe lửa chạy qua thì có thể đứng dậy được nếu không bị què tai hay gãy chân hoặc giả nếu lọt ra ngoài hàng bánh xe thì cũng chưa chắc đã chết vì không bị bánh xe lửa cán nhưng nếu lọt trên đường bánh xe lửa thì bất cứ cái gì nằm trên con đường sắt sẽ bị cắt đứt làm đôi nhẹ nhàng và ngọt liệm như một miếng bơ bị cắt bằng dao nhẹ nhàng và ngọt liệm đến độ người đứng ngay phía trên cũng không hề nghe hay cảm thấy một chút gì và xe lửa cũng không vì thấy mà chậm đi một chút nào xưa nay sắt chặt thịt hay cắn lên thịt thì cũng giống nhau thôi đi đến cuối toa xe lửa thằng nhện vàng dừng chân đầu gấu ra lệnh mở cửa ra cái vấn đề ở đây là không phải ai cũng có quyền mở cửa toa để đi qua toa bên kia chỉ có nhân viên của xe lửa mới có quyền làm chuyện này. Mà không phải lúc nào muốn mở thì mở, bởi vì vấn đề an ninh, chết người như chơi. Thêm vào đó, bên này mở cửa mà bên kia không mở cửa thì làm sao qua to bên kia được. Thằng nhận vàng khựng người lại, chưa biết phải làm gì. Thì đầu gấu đã thò tay ra phía trước, xoay nắm cửa và kéo mạnh một phát cánh cửa vừa mở vào phía trong thì một cơn gió lốc ùa vào trong toa xe lửa thời đó chạy chậm chỉ có ba mươi dặm một giờ thôi nhưng gió của ba mươi dặm là một cơn gió mạnh nhận vàng chưa kịp làm gì thì từ phía sau lưng đầu gấu đã ôm nó cứng trong tay như một cái gọng kềm bằng sắt nhấc bổng nó lên bước thêm một bước tới ngay cửa và quẳng nó xuống vùng bóng tối trước mặt ở bên ngoài nghe đến rầm một phát sau tiếng rầm là một tiếng thét thảm thiết của thằng nhện vàng rồi tất cả chìm trong bóng tối tiếng thét thảm thiết cũng chỉ kéo dài không tới một giây đồng hồ sau đó chỉ còn là tiếng gió ào ào thổi trong đêm tối của một chuyến xe lửa chạy ở tốc độ ba mươi dặm một giờ tiếng gió không lớn lắm nhưng tréo rít vì phải chui qua những toa xe lửa quyện lẫn với tiếng bánh sắt nghiến trên đường rầy nghe rào rạo một thứ âm thanh lạnh lùng như tiếng vọng về từ cõi địa ngục thêm vào đó tiếng thở phì phà của đầu máy xe lửa thỉnh thoảng chen vào vốn là một thằng thợ giết người chuyên nghiệp quẳng thằng kia ra khỏi xe lửa xong nó chưa thèm quay đầu lại để chạy trốn khỏi cái chỗ vừa phạm tội ác mà lại đứng yên đó chờ đợi một lúc vài giây đồng hồ sau khi không còn nghe gì cả đầu gấu mới đóng cửa lại bình thẳng quay lui chẳng có một bóng người trong toa xe để có thể nhìn thấy tội ác của nó đầu gấu sửa lại quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề rồi tà tà bước trở về toa phòng ngủ của mình trong cuộc đời này có nhiều chuyện mình tưởng như vậy nhưng xảy ra thì nó chưa chắc đã là như vậy nhện vàng bị tống ra ngoài đập đầu vào toa xe lửa đối diện kêu thét lên một tiếng lực đẩy của thằng đầu gấu mạnh quá, nó bị bắn vào toa xe lửa và dội ngược lại. thân mình nó rớt xuống theo chiều nghiêng, ngực và đầu lại đập vào mấy cái trục sắt nối giữa hai toa xe lửa. cú đập này mạnh lắm, làm cho nó bất tỉnh nhân sự, chẳng còn biết gì nữa. thân thể nó bị lăn sang một bên, cả thân người rơi xuống con đường sắt với những bánh xe sắt nghiến đường rầy kêu kinh kít, nhưng xấu nó chưa bị xe lửa cán. Lúc nó bị bất tỉnh và lăn sang một bên, một cánh tay của nó, cánh tay trái vô tình lọt xuống một khe hở của hai thanh sắt. Khi thân hình nó rớt gần chạm đất, cánh tay kẹt giữa hai thanh sắt giữ nó lại, kéo nó toàn ten, chân chạm vào đường rì xe lửa chỉ cách cái bánh xe lửa đầu tiên vài tấc. Sức nặng của thân thể bị giữ bởi cánh tay, nên xương cánh tay nó bị bẻ gãy nghe đến rắc một tiếng chính cái cánh tay bị gãy này đã cứu sống nó vì nó đã kéo thằng nhạnh vàng ra khỏi cơn không mây nhận vàng trú lên một tiếng trú vừa xong thì nhận vàng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra cho mình cánh tay bị gãy làm đôi một nửa nằm giữa thanh sắt một nửa lòng thòng phía bên ngoài kéo lên cái thân xác thằng nhận vàng lê lết trên mặt đất thân nó chạm trên đường rầy xe lửa nhận vàng biết muốn thoát khỏi chỗ này thì nó phải rút được cánh tay trái ra. Chuyện nhỏ, dù đau nhức lắm, nhưng nó cũng dùng cánh tay phải còn lại dơ lên cao. Toàn bám vào thanh sắt tàu để kéo người mình lên để rút tay ra, nhưng tay phải của nó chỉ bám được vào gió. Cánh tay trái đã gãy làm đôi. Nhờ da cánh tay làm một khúc nối nên còn giữ được thân xác nó toàn ten. Với tay phải lên một hai lần nhưng không bám được gì, trong khi đó da cánh tay trái của nó càng lúc càng bị kéo mỏng ra dài hơn nó biết nếu da cánh tay kéo dài một chút nữa thì chân nó sẽ chạm vào bánh xe sắt đang nghiến ken két dưới chân chỉ cần cái bánh sắt liếm được một chút vải quần hay giày của nó thì nó sẽ bị kéo xuống và bị bánh xe lửa cắt làm đôi thằng nhện vàng có một quyết định rất mau muốn thoát ra khỏi đây thì phải chặt đứt cánh tay của mình nghĩ là làm liền. Chẳng thà làm một thằng cục tay mà còn sống hơn là làm cái xác chết có hai tay. Nó thò tay vào túi, móc con dao nhỏ trong túi ra, dùng răng cắn rồi kéo lưỡi dao ra. Sau đó nó hít mạnh một tiếng rồi đưa con dao lên cắt vào phần da không còn xương của cánh tay mình. Trời tối đen như mực, nhưng tay nó phải tìm ra tay trái chẳng có khó gì. Nó lựa một chỗ da sao bắp thịt mình nhất, thò tay cắt thật mạnh, một lần kéo xuống rồi đưa lên. Nó không thấy đau, nhưng cánh tay vẫn không chịu đứt dùm cho. Lại nghiến răng và lại đẩy mạnh con dao hơn nữa. Kéo lên kéo xuống mấy lần. Sau mấy lần, nhạnh vàng cảm thấy mình càng lúc càng rơi xuống thấp hơn. Đế vậy, nó chạm con đường sắt kêu rẹt rẹt và bắt đầu có mùi khét. Mùi khét của đế dày da khi phải mài vào con đường sắt ở tốc độ 30 dặm một giờ như thế là gần đứt cánh tay rồi nó nhấn răng cứa mạnh thêm một đường nữa và khi cảm thấy thân thể mình bắt đầu được tách ra nhận vàng co giò đạp thật mạnh xuống đất cứu đạp đúng lúc đẩy nó ra khỏi đường rầy xe lửa nó lăn đi cả chục vòng theo hướng tiếng của xe lửa rồi nằm bất động trên một lùm cây mãi cho đến lúc đó nhện vàng mới biết mình còn sắp được nó nằm một lúc để lấy lại hồn xác rồi ngất đi trong khi đó, trên toa xe lửa, thằng đầu gấu trở về toa phòng ngủ của mình. Con đào nó nhạo ra, ôm cứng lấy nó. Thân thể không có một mảnh vải nào. Vú và mông và môi phụ lấp tấm thân vạm vỡ to lớn của thằng đầu gấu. Sau khi ném thằng nhảnh vàng ra khỏi xe lửa xong, đầu gấu vẫn chưa quyết định được là có cần phải giết con đào của mình hay không giết ai thì dễ nhưng phải ra tay giết một người đàn bà đầu ấp tay gối của mình thì không dễ chút nào nó nữa muốn giết nữa thì không nhưng khi bước vào phòng nhìn thấy thân thể hấp dẫn của con nhỏ thì ý tưởng giết người của nó biến mất tiêu liền chuyện giết hay không có thể tính sao nhưng chuyện bây giờ là phải làm tình với em một phát cái đã thế là đầu gấu ôm cứng lấy con nhỏ hoặc nó lên giường hai đứa làm tình ngon lành đàn ông là một sinh vật có một cách suy nghĩ hơi kỳ lạ kỳ lạ như thế nào kỳ lạ ở chỗ trước khi được thỏa mãn dục tình thì sự suy nghĩ của nó như vậy như vậy nhưng sau khi đã được thỏa mãn sự suy nghĩ của nó lại trở nên khác hẳn có nhiều khi thay đổi luôn một trăm tám mươi độ trước khi làm tình thằng đầu gấu chưa muốn giết em bởi vì nó sợ nếu em chết thì lấy ai làm tình đây nhưng sau khi đã thỏa mãn rồi thì nó lại quyết định giết em cái đồ lăn loàn bội phản giết cho chết đi chứ để làm gì quyết định như thế làm tình xong đã được thỏa mãn rồi sung sướng hả hay rồi đầu gấu ngồi lên giường châm lửa một điếu xì gà nó ra lạnh xuống mở cửa sổ ra cho đỡ khói thuốc con nhỏ vẫn còn trần truồng đang còn nằm mơ mơ màng màng để tận hưởng sự khoái lạc chưa chịu tan trong người quay sang làm thêm một ngụm rượu rồi mới tà tà bước xuống giường nó vừa bước xuống thì đằng đầu gấu cũng bước xuống theo nó vừa bước xuống thì thằng đầu gấu cũng bước xuống theo rất nhẹ nhàng rất bí mật con nhỏ không hề hay biết khi con nhỏ hơi cúi người đưa hai tay nâng cửa sổ kéo lên đầu gấu đã tiến tới đứng ngay phía sau chờ đợi khi cánh cửa vừa được con nhỏ kéo lên thì đầu gấu từ phía sau đã thò tay ôm ngang hông con nhỏ, nhấc bổng nó lên rồi đẩy một phát thật mạnh quẳng con nhỏ ra ngoài. Lại cũng nghe một tiếng thét hải hùng như tiếng thét của thằng nhện vàng lúc nãy, còn đi khốn nạn đã chìm trong bóng tối. Đầu gấu đóng cửa sổ lại, bước lui và leo lên giường như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, thức giấc, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy con bồ của mình đâu thì đầu gấu lại đâm ra hối hận. Mới đầu là hối hận, nhưng lần lần thì trở thành một cái gì nặng hơn là hối hận. Nó tự xỉ vả mình, đâm vào mặt mình cho đến lúc mặt mày sưng véo lên. Rồi nó chụp cái số chiên của con đào còn ở trên giường, ụp vào mặt khóc khu hu như một đứa con nít. Khóc chán, nó lại bước xuống giường, mở cái cửa sổ mà nó đã quẳng con đào mình ra ngoài tối hôm qua. Thò đầu ra ngoài, nhìn ngang nhìn dọc hy vọng nhìn thấy con nhỏ còn nằm đâu đó ở bên ngoài làm gì có chuyện đó nó lại quay trở vào ngồi bạch xuống thềm nhà và tiếp tục khóc lóc thảm thiết đến một lúc nào đó ngửa mặt nhìn lên giường nhìn thấy mớ quần áo lót xú chiên và xì liếp của con nhỏ treo đầy trong phòng nó đứng dậy nhặt từng cái một rồi ném hết ra ngoài cửa sổ tới những chiếc giày chiếc dép của con nhỏ nó cũng quẳng luôn rồi lại uống rượu, rồi lại khóc, rồi lại uống rượu như một thằng khùng. Cứ như thế mãi cho đến gần trưa, tự dưng nó nghe tiếng gõ cửa phòng. Lúc này đầu gấu đã hơi sỉnh rồi, khạnh khạng bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, thằng đệ tử hỏi liền. Anh nhện vàng đâu rồi, sáng nay ngủ dậy không thấy ảnh. Vào đây, mình nói chuyện. Thằng đệ tử bước vào, nhìn quanh một vòng, cũng chẳng thấy con đào của sếp đâu, hỏi luôn. Con bầu của sếp đâu rồi? Đầu gấu đóng cửa lại, khóa luôn rồi mới lắc đầu, hỏi lại một câu. Mày có muốn uống gì không? Làm một ly whisky với tao nha. Không, nhưng anh nhận bạn đâu rồi? Tối qua tôi về phòng thì ổng còn ngồi với sếp mà. Đầu gấu nhăn mặt lại. Mẹ, thằng này lại tới số chết rồi. Mình mới quẳng hai mạng ra ngoài xe lửa, chắc phải quẳng thêm thằng cống nạn này luôn. Nó nói giọng gai gắt. Mẹ sao mày thắc mắc làm cái gì? Ủa, hai người cùng mất tích một lúc, không thắc mắc làm sao được sếp? Đúng là cái thằng tới xấu chết, đầu gấu trót một ly rượu đưa cho nó, không giấu được sự bực tức. Mẹ, uống đi! Thằng đàn em cầm ly rượu, nhưng uống thì không, lại hỏi. Anh nhện vàng đâu rồi? Đầu gấu nhăn mặt lại. Thằng nhện vàng và con đào của tao đã bỏ đi mất tiêu từ tối hôm qua. Thằng đệ tử lắc đầu nói liền dù lý xe lửa đang chạy như thế này chúng nó trốn đi đâu đầu gấu chỉ vào cánh cửa sổ phòng vẫn đang còn mở gió thổi qua nghe ào ào mày tới cửa sổ nhìn xem có thể chúng nó trốn đâu ngoài đó thằng đệ tử nhìn ra cửa sổ nói dù lý xe lửa đang chạy rầm rầm ai mà trốn ra ngoài đó được đến lúc này thì đầu gấu không còn nhịn được nữa nó nhào tới ôm cứng thằng đàn em của mình nhấc bổng nó lên như đã nhấc bổng thằng nhện vàng chạy mấy bước tới cửa sổ rồi quẳng nó ra ngoài. Lại một tiếng thét nghe thê thảm rồi mất hút trong tiếng gió ào ào của một chuyến xe lửa ở tốc độ ba dặm một giờ. Giết xong một lúc ba mạng người, đầu gấu leo lên giường tiếp tục ngủ. Hai ngày sau, Tom Fargo dắt theo ba con ngựa chờ ở bến xe lửa. Từ đằng xa, Tom đã nhìn thấy thằng đầu gấu. Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì chúng nó vốn quen biết nhau từ những ngày còn ở New York. Phần 2B đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ ba